có con gì bự nhất? Chạy trong rồi, chạy ra ngoài rồi. Đúng rồi. Nhìn cái bụi cây bên sông đã bạn, nó dê leo nó bò. Đang quay phim ông chờ ông chụp hình cái đứng hình 5 giây luôn bạn ơi. Dắt này hai chồng mình lên sông đi vớt cá, ngồi nghe nhạc đi mất uống cà phê chơi. Bè vớt cá bên sông đó, chỗ con gì phổi xanh đó. Cái bè đó là mấy cái con lục bình mình buộc lại nha. Phía dưới đám lục bình đó là có một bó lúa nha, buộc cố định vô nhánh cây vậy đó. Nhiều bạn tính mình vớt trong cái đám lục bình không là không phải. Ở dưới đó có treo một chùm lúa, bông lúa chín. Lên nha, lên mưa luôn. Ông trời ông đập chả luôn rồi kìa. Ê, khu đầu voi huyền thoại mấy thầy ơi. Chiều nay hai chồng lên đầu voi ngồi uống cà phê. Mà mấy thầy đi cà phê nha. Nào có dịp mấy thầy xuống đây dắt mấy thầy ra đầu voi uống cà phê. Lặt cao chai về sào mỡ thầy trò mình nhâm nhi ngon. phải ơi, đỡ tốn kém ha. Cái mà Vinh chiên giòn cao chai sào mỡ là rồi ngon. Nghỉ xuống luôn. Giờ này hai chồng mình đang ngồi đợi nước vớt cá bạn ơi. Chiều giờ làm hai dạo chắc cũng cỡ 6-7 kg chúng, nay nước chiều chúng. Giờ đợi nước chụp tối này cái nữa coi. Giờ này ngồi đây đúng bài luôn á. Ngay ngã ba nè, nhìn ra chạy ha. Gió ghiêu ha. Có nhạc game mít nghe ha, uống cà phê nữa ha. Vô. Thứ nào chịu nổi. Này phải nói là phong cảnh hữu tình. Bữa nay mình treo cũng ít bè, cũng chừng 20 bè. Không tới nữa. Nhưng mà treo thưa lắm. Xa mới có con bè. Lâu quá cũng không có vớt nên đầu con nước này cũng không dám treo nhiều. Rồi nước bữa nay trúng rồi đợi nước sau hay là ngày mai về sung sung đó tăng cường thêm. Thường thường mình vớt là tầm khoảng 30 bè là vừa. Rồi chờ đợi thôi bạn ơi, hy vọng dạo sau trúng mánh như dạo mới vừa rồi nha. Kiếm cá bự chà bá rồi coi. Sáng hai mẹ con mình đi chợ kiếm vốn. Không gà đi chợ làm ăn cũng có lý lắm. Tính ra một năm mình bắt cá mình thu nhập vô cũng khá luôn á. Hồi đó mình chưa có đi quay nè là mình đi bắt cá luôn á, bắt cá với gắn. Mà giờ gắn thì mình bỏ rồi. Chủ yếu bắt cá, vớt cá, cắm câu này kia nọ, nhưng mà vớt cá là chính luôn, nghề chính của mình hồi đó luôn á. Lúc mới cưới vợ về xong là bỏ nghề hớt tóc luôn, hớt tóc được năm mấy vậy đó, xong rồi nghỉ đi hớt tóc đi vớt cá luôn á. Tới giờ luôn. Với cá này có cái thức đêm nó cực nhưng mà thu nhập nó ổn định lắm. Con cá linh siêu to luôn.
đó là chỗ được luôn. Hello. Hello, mô tô xích lô. Có mấy con à? Không có tiền theo không hên nè. Về tới nhà có đệ tử buộc dây ngon lạnh mà. Mấy con à? Ờ, bao nhiêu đó? Lụm lụm dũng xong đi. Dạo này mình vớt có mấy bè phía trên bạn ơi, chạy xuống đầu dưới thấy nước nó hơi sựng sựng rồi. Thôi hai chồng mình về luôn. Về ăn cơm với lại đợi nước đứng mình lên thả dạo lưới chơi. Nước này chưa đâu, nước này còn chảy. Nào xong trong đây đứng nó thả được. Đây có đừng đạp con cá đó. Dạ là nói không? Nói. Yếu không ơi, đầy khôn không à. Đây. Này hai dạo nước chiều nè. Túi cá luôn. Một đống luôn mà nó không có. Nhiều quá. cho anh Việt Nam. Nãy trên đá lục bình vớt được vợt. Nó tính ra đá lục bình nó cái vợt cho đó chiều giờ. Mình làm 2 vợt chắc cả 2 kg. Chỗ đó không là cả 2 kg á. 3 vợt chứ. Vợt đầu ít ít. Vợt sau. Cái vợt lên cái. Giật sao nhiều. Giật mới vừa rồi cũng được đâu 7-8 con vậy hay đỏ. Bỏ vô đây luôn không chả? Mở ra đi, chả bỏ vô luôn. Hay đỏ đẹp đẹp luôn luôn. Đó, phải giữa cái bến đó là bày cái hay đỏ. Bắt cái hay đỏ thả gì? Ừ, bắt trong giật cái thả hết luôn đi. Thả lúc cho nó bự lên ăn cho ngon. Ê, để xuống nó chết 2, 4, 5, 6, 7 con, 7 con cá he đã ghê ha, đẹp tính ra nhiều lắm mà. Để anh bắt cho hết cho mấy chục á cái linh nè, chiều giờ cũng được, chiều giờ cũng được 3 cái linh nè.
Nhìn màu đó cực đẹp ghê ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 con. Hồi nãy nhé, có con bự lắm mà ta. Chắc con này quá. Chưa đâu nó bự mà nuôi sao cả bằng tay, ăn béo lắm. Đã, rồi, để tranh thủ bắt lên thả anh mượn bạn ơi. Quá đã thiệt. Chiến bày hai đỏ, phải lụm cái hai đỏ thôi. Rồi, ngon lành. Giờ lên nhà ăn cơm cái chạy lên sông chiến dạo lưới nước đứng này kìa. Nước bên này thấy ngon quá. Mọc nụi luôn. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Ghi quá, ghi vậy bạn ơi. Dắt này tới tiết mục cuốn lưới nha. Hồi chiều là quyết định là bữa nay thả lưới là phải thả lưới. Cuốn lưới xong mình đi vớt cá. Anh đừng nhìn vô đây nhiều quá, nó chói. Một con. Tay lưới bữa nay là đầy triển vọng nha, nước đúng đẹp luôn á. Nước đẹp ghiếu ghiếu nữa. Nãy ném đồng lưới đâm dữ lắm mà tao sẽ thấy có con một vậy. Ê! Rồi. Nước này thì chủ yếu cá rảnh nhiều. Mì dinh thì để về mình vớt. Thả lưới bắt cá rảnh thôi, mì dinh để mình vớt. Hợp lý. Thôi ghi nữa rồi. Cái kế này có một con nè, ghi quá ghi rồi. Ôi, ok, ghi ghi. Cái gọi dục phao dưới luôn. Tính cá dục dưới luôn. Nôn chân. Nãy nắm phao tính đầu lớn này dữ lắm rồi. Nhưng mà cũng ít ta. Đâm gô chân luôn mà kỳ. Đó 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 đó. Cái rảnh vừa dính luôn à. Bình lên tháng tư luôn. Mắt đỏ lò. Hai bà con gì luôn.
thấy cái gì vậy anh? Thôi tự nhiên nó cứ phao cái gì dữ lắm mày. Nếu là ăn cá là cá bự đó, bây giờ cái phao chìm xuống nổi lên luôn á. Gì vậy? Trời, cá gì vậy? Mày hôi là nó ta. Rồi rồi rồi. Mày hôi là nó vậy? Con này mới dính nè, nó gỉ phao xuống đâu kìa, ngay chân phao luôn. Mày dính, mới dính luôn á. Dính nha. Rõ ràng luôn bạn ơi, nó dính ngay chân, cộng dây phao gì nó giật, phao hết hồn luôn. Tính Hugo gì dữ rồi. Thành quả dạo qua mình thả lưới bạn ơi, chắc cỡ 2 ký hơn à. Con cá mày dình bự với cá mày hôi đâm ngay chân cái viền phao, tự nhiên mình ngồi mình thấy là liệt xuống cái nó phịch lên cái hết hồn nha. Tính Hugo gì dữ à. Được mấy cái rảnh cũng im. Mày hôi nè, mày hôi này sáng con sống về thả hầm nuôi cho nó bự. Mày hôi này mới lớn con lắm. Mấy cái hai đỏ này thọt thọt vô bụi lục bình vớt mấy vợt sẵn ngoài đó thả lưới xong cái mình vớt luôn. Mà được có mấy con rồi, chắc cũng hơn 2 ký nha. Được mấy cái rảnh bự, giờ mình ghé đây mình gọng nó đặng chạy đầu trên mình vớt xuống. Chắc này nước gồng chảy ra mạnh nè. Rồi ngon lành, tay lưới gì là ấm rồi. Tính là đêm nay cá cũng dữ lắm, mà tính ra nó dính cũng không dữ lắm, tạm ổn.
Dắt này thì nước nó cũng cạn rồi bạn ơi, giờ cũng về tới nhà luôn rồi. Tổng thành quả từ chiều giờ của hai chồng mình vừa lưới vừa vớt luôn á, vớt hai dạo nước gồng mà nó có mấy con cá, nước gồng cá nó yếu nhưng mà cũng được mớ cá bự bự cũng được ha. Đó. Có con này ngủ luôn rồi, trắng tư rồi, ngủ sớm quá. Mà dắt này ngủ cũng phải à, 10 giờ mấy chứ. Dắt chiều, nước chiều cá ăn mạnh, nhưng mà nước đêm cá là ăn yếu. Còn bữa nào mà dắt chiều cá ăn yếu, hình đêm cá ăn mạnh. Mỗi cá này cá lưới, này có 2kg vậy đó. Với trong ghe cũng có 2kg, nó chắc cũng được có 4kg, chiều giờ. Còn lúc đầu hôm này chắc khoảng 6-7kg. Vậy tính ra chia hồi từ lúc đó, chiến đấu tới giờ cũng hơn chục ký rồi đó, cũng êm ha. Rồi giờ mình cho nó vô gọng, mình gọng nó luôn bạn ơi, được mới cá trọng trọng. Mà chịu giờ chơi gì vừa vớt mình vừa vớt lưới luôn mà chưa thấy con cá nào mà lớn nha, chứ đừng nói lớn. Thôi được kệ nó, có cá là được rồi. Giác này cũng gần 5 giờ sáng rồi nha, tiếp tục lên được đi kiếm cá. Vớt dạo nước sáng này coi, dạo nước sáng này phải thời quất cá là đầy khoang xuồng đó, vừa nước luôn rồi, nước này lên là vừa luôn. Nãy lúc 4 giờ mình thức rồi, nhưng mà mình đợi khoảng giác này 5 giờ rồi, mình vớt xong mình chạy về nhà gần 6 giờ là vừa buổi chợ sáng luôn á. Chứ mình vớt sớm quá cái mình nó uổng lắm, ngâm lâu lâu rồi vớt nó mới đã. Quánh dạo này hoành tráng, cái mình đi về đi chợ mình bán cá luôn, đúng bài luôn ha. Rồi lên đường bạn ơi, nước sáng này ấm quá. Quất cái 1, 2, 3, 4, 5 khoang này đầy é hết một cái hay là thôi nghĩ tới thôi là sướng rồi đó. Tiên một giật ngon rồi, giờ kế tiếp cho đám lục bình nè, hấp dẫn lắm, chờ đón xem sự hấp dẫn của nó nha. Có con gì bự nhất chạy trong rồi, chạy ra ngoài.
có một con bành kia luôn mà nó nhảy lên lục bình, nó chim nó thoát rồi. Có cá khe nữa nè. Lục bọt rồi, nước nó nhào lên lục bình tổng thoát, cá bự nhào nó không dưới. Giờ cái thấy trắng trắng khoang cái rồi đó. Dính tùa lưa. Cá này nó cũng không bự lắm chứ cái lưới mình nó nhèo quá, nó dính quá dính. Nhưng mà kệ. Vớt cái thắng là gỡ, vớt cái thắng là gỡ làm hoài. Vớt cái vạt bằng tay với giới ra dở cũng nổi luôn. Quá cá bạn ơi. Trúng ghê hồn không? Dạo này là đầy xuồng là chắc ăn rồi. Mới có 4 bè mà. Nhưng mà có cái nó không có bự mà nó nhiều. Chắc số lượng thì minh thiên. Vớt cái tha hồ mà vũ. Bởi vậy mình treo bè xa xa không còn phải rồi, dưới này treo bè gần là vô phương vớt. Với lại rút kinh nghiệm rồi, mình vớt không á mình treo bè gần mình làm được. Còn đi quay phim này mình treo bè gần mình quay cái bè đó, nó nhát cái lắm. Nên treo bè xa xa. Kệ nó bơi xa xa chút là nó chất lượng. Trời ơi, quá ngon. Nói gì nghe chơi bạn ơi. Kêu vợ bấm máy trước luôn á. Cái sự khủng khiếp của cá. Dính vô nè, nùi nùi luôn. Vợt này là ký mấy á. Vợt này là phải hơn ký cá. Mấy 20 con nha, 20 à. Cái nè đáng còn chưa hết biết rồi. Vớt vợt xong cầm túi đổ ào luôn. Rồi vũ. Vớt cái tha hồ mà vũ.
ra có 5 bè ngoài sông lớn mà mình làm nhiêu đây chắc cũng hơi bị nhiều rồi đó. Nó cũng đầy khoang rồi. Giờ bắt đầu vô sông nhỏ nha. Đầy nhóc hết trơn luôn rồi. Mới có mấy bơ năm bè ngoài sông sông lớn đầy nhóc trơn rồi.
luôn rồi. Nhóm lên mình nó liếc xuống là biết nó bự rồi. Cá bự nhất hôm vợ ăn đây. Nhìn cá nó bay cũng sướng mắt nữa. Đấy, gọi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi lại tới cái bè mà cá đục nó chấm 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 trong bè ông vòng vòng á, sự khủng khiếp của cá. Còn bè nó hết rồi bạn ơi, cứng luôn rồi, ba phang. Rồi xong bạn ơi, kết thúc chương trình. Giờ dọt về đi chợ bán cá coi. Sáng này kịp chợ sáng coi. Dữ lắm, cứng ba phần. Nhìn hết biết chưa? Ý là cái mà khúc ở trên voi là phức hết đâu 6-7 bè vậy đó nha. Nguyên một vàng ghe luôn. Ta đậu ta nghỉ á, chưa đi. Chỉ vớt khúc kia đây với bè chưa, trên chảnh rồi nè. Ba phan xuồng cứng ngắc luôn, phan trước là đầy é luôn. Được có con cá bự à, nhiều cá ăn lứa mà. Nè khoang này nè, khoang này là cứng luôn. Chia ra bớt để nó ngọt. Rồi hết biết rồi. Quất dạo buổi sáng cái thấy đủ vốn luôn. Hết biết cá. Xuồng cá mười mấy bè chưa. Giác này là bà ba chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi đó. Đồ nghề đồ. Cân thao thùng gì. Ờ con bự nó muốn lật rồi kìa. Dục nó vô đi. Chật. Sáng không nhiều á. Cái gì không á. Con vớt cái gì không á. Dễ bán. Khỏi lửa. Thứ màu à. Xô lùa làm tới. Cho nó tỉnh cái rồi. Lật nha. Hết tiếng cá, quất dạo trắng vô. Vớt cái ghé lại vũ, vớt cái ghé lại vũ. Tính ra sáng thì có con nó coi được được, nó còn nhiều. Simini luôn, thứ một à. Chào chả chị, ồ có cái he nó bự quá ta. Nó gực luôn. Cái he nó cho đám lục bình. Đám bình quyền thoại thì chứ. Tính ra cái he nó trong đó ngừ luôn á. Tối buổi sáng này chắc cũng trên 5 kg. Trên nhiều. Ít. Ồ. Nặng lắm bạn ơi. Ngày thấy lên cân 5 kg quắt kim cứng ngắc luôn á. Nhiều lắm nhiều luôn. Nếu điếm còn chắc cỡ 100 mấy con à. Cho nó tỉnh tỉnh chút xíu đi. Nặng ra chợ cái cá nó còn nhảy xôi xối nó tươi, ngon. Túi này là túi cá lưới. Cái rảnh. Túi này là đầu hôm. Cá đầu hôm bỏ túi mình rộng cái mạnh ghê luôn, mạnh khù à.
này là của sáng nay. Một xuồng luôn. Chút không? Đó. Một xuồng cá luôn mà anh ơi. Quá đã luôn. Làm mặt đây. Tôi lú cái người bự ra làm mặt đâu cái thấy nhỏ nhỏ không vậy. Quá dữ dằn. Rồi, bạn giao cho hai mẹ con đi. Nhiều đó cũng trên 15 kg á. Tại nước chiều hôm qua mình vớt cả chục ký, sáng nay dạo đó nhiều lắm, trên 15 kg cá. Mà có cái nhỏ không? Phải cá bự bành 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 đó mình sung vô bán đó. Nhà ngoài bán thấy ham lắm. Thấy vậy với nhiều đây cũng coi chừng cả cả 20 kg á. Còn hết, nó nhiều dữ lắm, nhiều luôn, nó dày ù luôn á. Bốn khoang là khoang nào cũng dày ù chứ. Không biết tới 20 thôi chứ cắt cũng gần gần á. 20 thì 9,5 kg. 9,5 kg. Nó cái hai đỏ đó, mạnh trưởng. Rồi chắc luôn. Giác này làm biến đi thả. Có mấy con thôi. Giờ này sáng ui ui đã quá. Để dắt này đưa mẹ đi chợ bán rồi mình chạy về vớt bẫy nó dạo hay dạo nước lớn nữa coi. Cũng được chừng 3 kg. 3 kg hơn 3 kg cá trọng trọng nè. Cũng không bự lắm. Hết đáp 300 g. Con một duy nhất. Nó làm chừng vài chục con cái đó xuống. Rồi thôi dắt này mình cũng dắt xe các bạn ơi. Đây là sao lưng mẹ kìa, sao lưng bả kìa. Này 5 kg rưỡi cá mè Vinh nè. Đó, 5 kg rưỡi cá mè Vinh nè bạn ơi. Đổi được cục thịt. Vậy đó mà mấy thầy kêu ăn thịt. Bà ba bữa nay im rồi. Nhiều đây là đổi 5 kg rưỡi cá mè Vinh nè mà mấy thầy kêu ăn thịt. Tới công chuyện gì chứ. Cốc lết về chiên thịt sườn cho mấy đứa nhỏ nè ăn. Cái Vinh nhỏ mà này, cái nhỏ nhỏ không nên bán, không có giá không. Tiên ơi, chia tiền Tiên ơi. Chắc cũng gần 500 nè. 500 đi. Nữa chị hả? Cũng được. Nghe Tiên. Thịt cơm sườn nè. Bà nội mua cho một thịt cơm sườn kìa. Thịt cơm sườn kìa. Ở ổ bên mày nữa hả? Ngán về hai ổ luôn rồi, ghê vậy. Nhớ cái vụ hôm qua không? À. Cái vụ hôm qua kìa. Chém mít siêu muối luôn. Còn trong đây nhóc có cho một nồi nữa. Này 5-6 muối nữa nè. Nhỏ mà muối dữ được chứ. Đi bán lỗ mà. Muốn ăn gì?
tới ăn 10.000 thịt lại. Ngon. Rồi thành quả đêm hôm thì cũng bán được gần nửa triệu bạn ơi, mém mém chắc cũng cỡ cỡ đó đó. Tại cá nhỏ bán giá nó rẻ lắm, sáng cá nhỏ nhỏ mà anh bán đâu 6-7 kg, ký 20.000. Nên là mua người ta cạo trả. Phải vớt con cá bự bán mới có tiền. Vậy cũng ngon ha, đêm mà kiếm được nửa triệu là thấy sống khỏe rồi. Bởi vì thôi giới cá mà Vinh này thu nhập ổn định lắm. Nhưng mà con cá nó thức khuya này kia thôi. Nhưng mà sướng mọi người. Bao phê luôn. Rồi thôi vậy đi, chắc mình cũng xin kết thúc clip đây luôn bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Năm nay thấy cá bắt đầu có nhiều nhiều rồi đó. Rồi bye bye tất cả các bạn nha. Giờ mình đi ngủ đây. Phê rồi. Hoàn thành nhiệm vụ rồi, đi ngủ được rồi.